Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 7. Sau các việc ấy, nhằm đời Artaxerxes, vua Pharisee, có Ezra là con trai Seraiah, Seraiah con trai của Hilkiah, Hilkiah con trai của Shalum, Shalum con trai của Sadoc, Sadoc con trai của Ahitub, Ahitub con trai của Amaria, Amaria con trai của Asaria, Asaria con trai của Merayot, Merayot con trai của Serahiah, Serahiah con trai của Uzi, Uzi con trai của Buki, Buki con trai của Abishua, Abishua con trai của Phinea, Phinea con trai của Eleasa, Eleasa con trai của Aaron là thầy tế lễ thượng phẩm. Ezra này từ Babylon đi lên, người là một văn sĩ thạo luật pháp của Môi-se mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel đã truyền cho. Vì tay của Đức Giê-hô-va phù trợ người, nên vua ban cho người mọi điều người xin. Nhằm năm thứ bảy đời vua Artaxerxes, có mấy người trong dân Israel, trong bọn thầy tế lễ và người Lê-vi, kẻ ca hát, người giữ cửa và người Nethinim đều đi cùng người trở lên Jerusalem. Tháng 5, năm thứ bảy đời vua ấy, Ezra đến thành Jerusalem. Vả, ngày mùng 1 tháng Giêng, người ở Babylon khởi hành, rồi ra nhờ tay nhân lành của Đức Chúa Trời phù trợ, người đến Jerusalem ngày mùng 1 tháng thứ 5. Vì Ezra đã định chí tra xét luật pháp của Đức Giê-hô-va, giữ làm theo và dạy cho dân Israel biết những luật pháp và giới mạng. Này là bản sao lại chiếu chỉ mà vua Artaxerxes giao cho Ezra, thầy tế lễ và văn sĩ, thảo biết trong những điều răn luật lệ của Đức Giê-hô-va đã truyền cho Israel. Artaxerxes, vua của các vua, gửi cho Ezra, thầy tế lễ và văn sĩ, thảo biết luật pháp của Đức Chúa trên trời. Nguyện ngươi được trọn bình an. Ta ra chiếu chỉ định rằng, phàm người nào trong nước ta thuộc về dân Israel, thì cả và người Lê-vi sẵn muốn đi đến Jerusalem thì hãy đi chung với ngươi. Ta và bảy mưu thần ta sai ngươi đi tra xét về Giuđa và về Jerusalem chiếu theo luật pháp của Đức Chúa Trời ngươi có trong tay ngươi. Ngươi sẽ đem theo mình vàng và bạc mà vua và các mưu thần lạc ý dâng cho Đức Chúa Trời của Israel có nơi ở tại Jerusalem, luôn các bạc và vàng mà ngươi có được trong tỉnh Babylon và những lễ vật lạc ý của dân sự cùng thầy tế lễ dâng cho đền của Đức Chúa Trời mình tại Jerusalem. Ngươi hãy dùng bạc này cần mẫn mua những bò đực, chiên con luôn của lễ chay và lễ quán cặp theo, rồi dâng lên trên bàn thờ ở nơi đền của Đức Chúa Trời các ngươi ở tại Jerusalem. Còn bạc và vàng dư lại, hễ muốn dùng làm việc gì, phải khá theo ý ngươi và anh em ngươi cho là tốt, mà làm thuận ý chỉ của Đức Chúa Trời các ngươi. Về các khí dụng đã giao cho ngươi để dùng vào cuộc thờ phượng trong đền của Đức Chúa Trời ngươi, hãy để nó tại trước mặt Đức Chúa Trời tại Jerusalem. Còn các vật gì khác ngươi cần dùng về chi phí đền thờ của Đức Chúa Trời ngươi, khá lấy các vật ấy nơi kho tàng vua. Vậy, ta là vua Artaxerxes ra chiếu truyền cho các quan cai kho ở bên phía kia sông rằng, hễ vật gì Ezra, thầy tế lễ và văn sĩ thảo biết luật pháp của Đức Chúa trên trời sẽ cầu cùng các ngươi khác cần mẫn cung cấp cho đến 100 ta lân bạc, 100 bao lúa miếng, 100 thùng rượu, 100 thùng dầu và muối không hạn. Phàm điều gì Đức Chúa trên trời truyền dạy về đền thờ của Ngài, khá làm cho cần mẫn, e sự tai họa giáng trên nước, trên vua và trên các vương tử chăng? Lại, ta truyền cho các ngươi biết rằng, chẳng được phép thâu thuế hay là tiền mãi lộ nơi thầy tế lễ, người Lê-vi, kẻ ca hát,
người giữ cửa, người Netinim, hay là nơi những tôi tớ đền thờ của Đức Chúa Trời. Còn ngươi, hỡi Ezra, tùy theo sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời ngươi đã có trong tay ngươi, hãy lập những quan phủ, quan án là những kẻ thảo biết luật pháp của Đức Chúa Trời ngươi, để chúng xét đoán cả dân sự ở bên kia sông. Còn người nào chẳng biết luật pháp, các ngươi khá dạy cho nó biết. Nếu có ai không tuân luật pháp của Đức Chúa Trời ngươi và luật lệ của vua, thì các ngươi hãy đoán phạt họ liền, hoặc xử tử, hoặc lưu đày, hoặc tịch biên gia tài, hay là cầm tù. Ezra bèn nói rằng: Đáng ngợi khen thay Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi, vì đã cảm lòng vua toàn trang điểm đền thờ của Đức Jehovah tại Jerusalem, và khiến cho tôi được ơn trước mặt vua, cùng trước mặt các mưu thần và các quan trưởng có quyền của vua. Vậy tôi hứng chí, vì tay của Jehovah Đức Chúa Trời tôi phù trợ tôi, và tôi chiêu tập các trưởng tộc Israel đặng đồng đi lên với tôi. Thi Thiên 146. Hallelujah! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Jehovah. Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Jehovah. Hễ tôi còn sống chừng nào, tôi sẽ hát sướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy. Chớ nhờ cậy nơi các vua chúa, cũng đừng nhờ cậy nơi con loài người, là nơi không có sự tiếp trợ. Hơi thở tắt đi, loài người bèn trở về bụi đất mình. Trong chánh ngày đó, các mưu mô nó liền mất đi. Phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình, để lòng trông cậy nơi Jehovah Đức Chúa Trời mình. Ngài là đấng dựng nên trời đất, biển và mọi vật ở trong đó. Ngài giữ lòng thành thực đời đời, đoán xét công bình cho kẻ bị hà hiếp và ban bánh cho người đói. Đức Giê-hô-va giải phóng người bị tù, Đức Giê-hô-va mở mắt cho người đuôi, Đức Giê-hô-va sửa ngay lại những kẻ cong khom, Đức Giê-hô-va yêu mến người công bình. Đức Giê-hô-va bảo hộ khách lạ, nâng đỡ kẻ mồ côi và người quá bụa, nhưng Ngài làm cong quẹo con đường kẻ ác. Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời. Ở Si-ôn, Đức Chúa Trời ngươi làm vua đến muôn đời. Hallelujah. Chương 25. Khi ấy, nước thiên đàng sẽ giống như 10 người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể. Trong các nàng đó có 5 người dại và 5 người khôn. Người dại khi cầm đèn đi thì không đem dầu theo cùng mình, song người khôn khi cầm đèn đi thì đem dầu theo trong bình mình. Vì chàng rể đến trễ nên các nàng thấy đều buồn ngủ và ngủ gục. Đến khuya có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người. Các nữ đồng trinh bèn thức dậy cả sửa soạn đèn mình. Các người dại nói với các người khôn rằng: Xin bớt dầu của các chị cho chúng tôi, vì đèn chúng tôi gần tắt. Nhưng các người khôn trả lời rằng: Không, e chẳng đủ cho chúng tôi và các chị, thà các chị hãy đi đến người bán dầu mà mua. Song trong khi họ đang đi mua thì chàng rể đến. Kẻ nào trực sẵn thì đi với người cùng vào tiệc cưới và cửa đóng lại. Chập lâu những người nữ đồng trinh khác cũng đến và xin rằng: hỡi Chúa xin mở cho chúng tôi. Nhưng người đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày, cũng không biết giờ. Vả, nước thiên đàng sẽ giống như một người kia, khi đi đường xa, gọi các đầy tớ mà giao của cải mình. Chủ đó cho người này 5 ta lân, người kia 2, người khác 1, tùy theo tài mỗi người. Đoạn, chủ lên đường. Tức thì người đã nhận 5 ta lân đi làm lợi ra và được 5 ta lân khác. Người đã nhận 2 ta lân cũng vậy, làm lợi ra được 2 ta lân nữa. Song người chỉ nhận 1, thì đi đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của chủ. Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về, khiến họ tính sổ. Người đã nhận 5 ta lân, bèn đến, đem 5 ta lân khác nữa và thưa rằng: Lạy Chúa đã cho tôi 5 ta lân. Đây này, tôi làm lợi ra được 5 ta lân nữa. Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Người đã nhận 2 ta lân cũng đến mà thưa rằng: Lạy Chúa đã cho tôi 2 ta lân.
đây này, tôi đã làm lợi ra được 2 ta lân nữa. Chủ đáp rằng, hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Người chỉ nhận 1 ta lân cũng đến mà thưa rằng, lạy Chúa, tôi biết Chúa là người nghiêm nhặt, gặt trong chỗ mình không gieo, lượm lạc trong chỗ mình không rải ra, nên tôi sợ mà đi giấu ta lân của Chúa ở dưới đất. Đây này, vật của Chúa, xin trả cho Chúa. Song chủ đáp rằng, hỡi đầy tớ giữ và biếng nhác kia, ngươi biết ta gặt trong chỗ ta không gieo và lượm lạc trong chỗ ta không rải ra, vậy thì ngươi phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc, rồi khi ta trở về sẽ lấy vốn và lời. Vậy các ngươi hãy lấy ta lân của người này mà cho kẻ có 10 ta lân, vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ dư dật, nhưng kẻ nào không có thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài. Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người này với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra, để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả. Bây giờ vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng, hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn, ta khát, các ngươi đã cho ta uống, ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta, ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta, ta đau, các ngươi thăm ta, ta bị tù, các ngươi viếng ta. Lúc ấy người công bình sẽ thưa rằng, lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói mà cho ăn hoặc khát mà cho uống? Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước hoặc trần truồng mà mặc cho? Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau hoặc bị tù mà đi thăm viếng Chúa? Vua sẽ trả lời rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng, hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó. Vì ta đã đói, các ngươi không cho ăn, ta khát, các ngươi không cho uống, ta là khách lạ, các ngươi không tiếp rước, ta trần truồng, các ngươi không mặc cho ta, ta đau và bị tù, các ngươi không thăm viếng. Đến phiên các người này bèn thưa lại rằng, lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa hoặc đói hoặc khát, hoặc làm khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc đau ốm, hoặc bị tù mà không hầu việc Ngài ư? Ngài sẽ đáp lại rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này, ý là các ngươi cũng không làm cho ta nữa. Rồi những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời. Chương 26. Và Đức Chúa Giê-xu đã phán những lời ấy xong rồi, thì phán cùng môn đồ rằng, các ngươi biết rằng còn 2 ngày nữa thì đến lễ vượt qua, và con người sẽ bị nộp để chịu đóng đinh trên cây thập tự. Bây giờ các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân nhóm lại trong tòa thầy cả thượng phẩm tên là Cai-phe và bàn với nhau dùng mưu trước gì đặng bắt Đức Chúa Giê-xu mà giết. Song họ nói rằng không nên làm trong ngày lễ, e trong dân chúng sinh ra điều xào xạc chăng. Khi Đức Chúa Giê-xu ở làng Bethany tại nhà Si-môn là người phun, có một người đàn bà cầm cái chai bằng ngọc trắng đựng dầu thơm quý giá lắm, đến gần mà đổ trên đầu Ngài đang khi ngồi ăn. Môn đồ thấy vậy giận mà trách rằng, sao phí của như vậy? Dầu này có thể bán được nhiều tiền và lấy mà thí cho kẻ nghèo nàn. Đức Chúa Giê-xu biết điều đó, bèn phán cùng môn đồ rằng, sao các ngươi làm khó cho người đàn bà đó? Người đã làm việc tốt cho ta, vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở cùng mình,
song sẽ không có ta ở cùng luôn luôn. Người đổ dầu thơm trên mình ta là để sửa soạn chôn xác ta đó. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, khắp cả thế gian, hễ nơi nào tin lành này được giảng ra, thì cũng thuật lại việc người ấy đã làm để nhớ đến người. Bây giờ có một người trong 12 sứ đồ tên là Giuđa Iscariot đến tìm các thầy tế lễ cả mà nói rằng: các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu, đặng tôi sẽ nộp người cho. Họ bèn trả cho nó 30 bạc. Từ lúc đó nó tìm dịp tiện để nộp Đức Chúa Giêsu. Trong ngày thứ nhất ăn bánh không men, môn đồ đến gần Đức Chúa Giêsu mà thưa rằng: thầy muốn chúng tôi dọn cho thầy ăn lễ vượt qua tại đâu? Ngài đáp rằng: hãy vào thành, đến nhà một người kia mà nói rằng: thầy nói, giờ ta gần đến, ta và môn đồ ta sẽ giữ lễ vượt qua trong nhà ngươi. Môn đồ làm y như lời Đức Chúa Giêsu đã dạy mà dọn lễ vượt qua. Đến tối, Ngài ngồi ăn với 12 sứ đồ. Khi đang ăn, Ngài phán rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi rằng, có một người trong các ngươi sẽ phản ta. Các môn đồ lấy làm buồn bực lắm và lần lượt hỏi Ngài rằng: lạy Chúa, có phải tôi không? Ngài đáp rằng: kẻ nào để tay vào mâm với ta, ấy là kẻ sẽ phản ta. Con người đi y theo lời đã chép về Ngài, song khốn nạn thay cho kẻ phản con người, thà nó chẳng sinh ra thì hơn. Giuđa là kẻ phản Ngài cất tiếng hỏi rằng: thưa thầy, có phải tôi chăng? Ngài phán rằng: thật như ngươi đã nói. Khi đang ăn, Đức Chúa Giêsu lấy bánh tạ ơn rồi bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: hãy lấy ăn đi, này là thân thể ta. Ngài lại lấy chén tạ ơn rồi đưa cho môn đồ mà rằng: hết thảy hãy uống đi, vì này là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Ta phán cùng các ngươi, từ rày về sau ta không uống trái nho này nữa, cho đến ngày mà ta sẽ uống trái nho mới cùng các ngươi ở trong nước của cha ta. Khi đã hát thơ thánh rồi, Đức Chúa Giêsu và môn đồ đi ra mà lên núi Olive. Ngài bèn phán rằng: đêm nay các ngươi sẽ đều vấp phạm vì cớ ta, như có chép rằng: ta sẽ đánh kẻ chăn chiên, thì chiên trong bầy sẽ bị tan lạc. Song sau khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Galilê trước các ngươi. Phi-e-rơ cất tiếng thưa rằng: dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy, song tôi chắc không bao giờ vấp phạm vậy. Đức Chúa Giêsu phán rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, chính đêm nay, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta 3 lần. Phi-e-rơ thưa rằng: dầu tôi phải chết với thầy đi nữa, tôi chẳng chối thầy đâu. Hết thảy môn đồ đều nói y như vậy. Rồi Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ đi đến một chỗ kêu là Gethsemane. Ngài phán rằng: hãy ngồi đây đợi ta đi cầu nguyện đằng kia. Đoạn Ngài đem Phi-e-rơ và 2 người con của Cê-bê-đê đi với mình. Tức thì Ngài buồn bực và sầu não lắm. Ngài bèn phán: linh hồn ta buồn bực cho đến chết, các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta. Rồi Ngài bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, song không theo ý muốn con mà theo ý muốn cha. Kế đó Ngài trở lại với môn đồ, thấy đang ngủ thì Ngài phán cùng Phi-e-rơ rằng: thế thì các ngươi không tỉnh thức với ta trong 1 giờ được. Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Ngài lại đi 2 lần mà cầu nguyện rằng: cha ơi, nếu chén này không thể lìa khỏi con được mà con phải uống, thì xin ý cha được nên. Ngài trở lại nữa thì thấy môn đồ còn ngủ vì mắt họ đã đừ quá rồi.
Đoạn Ngài bỏ mà lại đi cầu nguyện lần thứ ba và lập xin như lời trước. Rồi Ngài đi đến với môn đồ mà phán rằng: Bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ngơi ư? Này, giờ đã gần tới, có người sẽ bị nộp trong tay kẻ có tội. Hãy chờ dậy đi hè, kìa kẻ phản ta đến kia. Khi Ngài còn đương phán, sải thế Giuđa là một trong 12 sứ đồ đến với một bọn đông người cầm gươm và gậy mà các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân đã sai đến. Đứa phản Ngài đã trao cho bọn đó dấu này: Người nào mà tôi sẽ hôn, ấy là người đó, hãy bắt lấy. Tức thì Giuđa đến gần Đức Chúa Giêsu mà rằng: Chào thầy, rồi hôn Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán cùng nó rằng: Bạn ơi, vậy thì vì việc này mà ngươi đến đây sao? Rồi chúng nó đến gần ra tay bắt Đức Chúa Giêsu. Và này, có một người trong những người ở với Đức Chúa Giêsu giơ tay rút gươm ra, đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, chém đứt một cái tay của người. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: Hãy nạp gươm vào vỏ, vì hễ ai cầm gươm thì sẽ bị chết về gươm. Ngươi tưởng ta không có thể xin cha ta lập tức cho ta hơn 12 đạo thiên sứ sao? Nếu vậy, thế nào cho ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã chép rằng việc này tất phải xảy đến? Lúc bấy giờ Đức Chúa Giêsu phán cùng chúng rằng: Các ngươi đem gươm và gậy đến mà bắt ta, khác nào như ta là kẻ cướp. Ta thường ngày ngồi trong đền thờ và giảng dạy tại đó mà các ngươi không bắt ta. Nhưng mọi điều ấy phải xảy đến, hầu cho những lời các đấng tiên tri đã chép được ứng nghiệm. Khi ấy, hết hãy môn đồ bỏ Ngài mà trốn đi. Những kẻ đã bắt Đức Chúa Giêsu đem Ngài đến nhà thì cả thượng phẩm Ca-i-phê. Tại đó, các thầy thông giáo và các trưởng lão đã nhóm lại. Phi-e-rơ theo Ngài xa xa cho đến sân của thầy cả thượng phẩm, vào ngồi với các kẻ canh giữ đặng coi việc ấy ra làm sao. Bây giờ, các thầy tế lễ cả và cả tòa công luận kiếm chứng dối về Ngài cho được giết Ngài. Dù có nhiều người làm chứng dối có mặt tại đó, song tìm không được chứng nào cả. Sau hết có hai người đến nói như vậy. Người này đã nói: Ta có thể phá đền thờ của Đức Chúa Trời rồi dựng lại trong 3 ngày. Thầy cả thượng phẩm bèn đứng dậy mà nói với Ngài rằng: Những người này làm chứng mà kiện ngươi, ngươi không thưa lại gì sao? Nhưng Đức Chúa Giêsu cứ làm thinh. Thầy cả thượng phẩm lại nói với Ngài rằng: Ta khiến ngươi chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thề, hãy nói cho chúng ta, ngươi có phải là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời chăng? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Thật như lời. Vả lại, ta nói cùng các ngươi, về sau các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời và ngự trên mây từ trời mà xuống. Thầy cả thượng phẩm bèn xé áo mình mà nói rằng: Nó đã nói phạm thượng, chúng ta còn cần gì người làm chứng nữa sao? Các ngươi vừa nghe lời phạm thượng đó thì nghĩ làm sao? Chúng trả lời rằng: Nó đáng chết. Họ bèn nhổ trên mặt Ngài, đấm Ngài, lại có kẻ vả Ngài mà nói rằng: Hỡi Đấng Christ, hãy nói tiên tri đi, cho chúng ta biết ai đánh ngươi. Bây giờ, Phi-e-rơ vẫn ngồi ngoài sân. Có một người đầy tớ gái đến gần mà nói cùng người rằng: Ngươi cũng là kẻ ở với Giê-xu người Galilê. Song Phi-e-rơ chối trước mặt chúng mà rằng: Ta không hiểu ngươi nói chi. Khi đi ra ngoài cửa, lại có một đầy tớ gái khác thấy người, bèn nói cùng kẻ ở đó rằng: Người này cũng ở với Giê-xu người Nazareth. Song Phi-e-rơ lại chối và thề rằng: Ta chẳng hề biết người ấy. Một chập nữa, những kẻ ở gần đó đến gần nói với Phi-e-rơ rằng: Chắc thật, ngươi cũng thuộc về đảng ấy, vì tiếng nói của ngươi khai ngươi ra. Người bèn rủa mà thề rằng: Ta không biết người đó đâu. Tức thì gà gáy. Phi-e-rơ nhớ lại lời Đức Chúa Giê-xu đã phán rằng: Trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta 3 lần. Đoạn, người đi ra và khóc lóc cách đắng cay. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện.
xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.